truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Là anh em chúng tôi những người chiến sĩ, luôn có ý chí phải cùng nhau vượt qua mọi gian nan khó khăn, chúng tôi vẫn chấp hết. Vì khi là người lính, chúng tôi luôn đoàn kết một lòng. Sáng mùa đông mùa sương, có một bà lão đi chợ, huyện chẳng may bị lạc đường. Đến chỗ cây cầu gỗ cũ, thấy một cô gái mặc áo trắng, tóc dài, đen nhánh, ngồi đấy hát véo von. Bà tiến lại gần, hỏi: "Cô ơi, xin hỏi, đường lên chợ huyện đi lối nào nhỉ?" Hỏi hai ba lần, không thấy tiếng trả lời. Bà tiến lại gần, lại gần. Ùm một cái, cô gái nhảy xuống sông. Bà sợ quá, gọi với theo, nhưng nhìn xuống sông không thấy ai cả. Này, các cậu đằng này cậu ấy kể linh tinh cái gì đấy? Linh tinh gì mà linh tinh, đấy là chuyện hay nhất trong kho của tớ đấy. Này 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 này, tớ bảo này, cậu bộ phép đúng không, chứ làm gì có chuyện đấy. Ai phép? Chuyện đấy trẻ con làng tớ đứa nào chả thuộc. Khiếp, cái chuyện ba xu của cậu ấy dọa chắc chỉ có mấy người yếu bóng vía thôi. Ba xu yếu bóng vía, thế mà có người toát mồ hôi hột đấy. Hey, mấy cái chuyện đấy á, tớ không bao giờ tin. Không tin mà nhìn mặt cậu tái mét cái kìa. Này các cậu, nói về độ gan dạ, tớ mà là số 2, không ai là số 1 luôn. Đúng rồi đấy, đồng chí Trường từng ở đội vệ binh, gác đêm chắc chắn sẽ nhiều hơn tất cả các cậu ở đây rồi. À mà này, lịch gác đêm ở kho hôm nay là của đồng chí Hưng với đồng chí nào đây nhỉ? Tớ. Cậu, ca 2 giờ đến 4 giờ nhá. Nhớ chưa? Ôi, thôi, đi vệ sinh rồi đi ngủ đi các đồng chí. Sao lại là đêm nay hóng chuyện sai thời điểm rồi? Đây. Hả? Ủa, hình như tớ bị trúng gió hay sao ấy, hoa hết cả mắt. Hay là hôm nay cậu thầy cà gác cho tớ nhá. Tớ vừa thấy cậu khỏe lắm cơ mà, lại còn rất hứng thú mà nghe kể chuyện ma nữa cơ mà. Không phải đâu, hôm nay huấn luyện trời nóng, tớ lại về tắm nước lạnh luôn, lại còn ngồi gió nữa. Đau đầu quá. Lịch tập luyện của cậu ngày nào mà chả như thế. Tớ biết, nhưng mà chắc tại hôm nay tớ mệt. Bình thường có cậu Liêm nhờ phát được ngay, nhưng mà cậu về phép chưa lên. Nhờ cậu Liêm quá. Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, để tớ báo cáo lên chỉ huy. Giúp tớ nhé. Này, cậu kể nốt chuyện tối hôm qua đi. À, cậu thích nghe thật à? Kể đi. Ừ, kể đi, đang nghe vui mà. Thế, vui gì mà vui? Cậu làm sao ấy? Suốt ngày nghe Liêu trai chí dị, ghê bỏ xử. À, nhắc Liêu trai mới nhớ, có chuyện Mộc Miên thụ truyện trong cuốn truyền kỳ Man Lục, ly kỳ vô cùng. Mộc
Miên thụ chuyện là cái gì? Là chuyện cây gạo chứ còn gì nữa. Các cậu không biết thần cây đa, ma cây gạo à? Lại ma đùa. Thôi, không nghe đâu, không nghe đâu. Thì để bọn tớ nghe. Đấy là chuyện dân gian chứ có gì đâu phải sợ. Này, Trình Trung Ngộ là chàng trai đẹp trai nhất đất Bắc Hà, nhà rất giàu. Vào một hôm, ánh trăng rọi xuống sân đình. Trình Trung Ngộ là chàng trai đẹp trai nhất đất Bắc Hà, nhà rất giàu. Vào một hôm, ánh trăng rọi xuống sân đình. Nơi có cái giếng, ở đấy anh Trường phát hiện có bóng người đứng anh dài màu trắng. Không sao. Này dạ. Ngọc, lần sau em đừng mặc đồ trắng cũng đẹp mà tóc nữa, buộc cho nó gọn gàng mà. Tối các đêm Trường hôm nay làm sao ấy nhở? Mưa rồi sao? Mưa bằng mây thôi. Hôm nay gió mát thật đấy. Mà này, hình như là đây là lần đầu tiên mà tớ với cậu gác chung ca đấy nhỉ? Cậu sao đấy? Trương! Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? À, tôi có buồn ngủ đâu mà tỉnh. Đi thôi. Bây giờ tớ phân vị trí. Khoan. Tớ vào phòng gác, cậu đứng ngoài này. Thôi được rồi. Nhất trí. Giật ca mình. Sao đang ở trong kia không ra ngoài này làm gì? Ra gác với cậu cho vui. Thật không? Hay là cậu lại bị mấy câu chuyện vớ vẩn của đồng chí Hương dọa cho chết khiếp đúng không? Không, tớ chả sợ gì cả. Tớ thì tớ rất là thích gác đêm. Nếu như mùa hè trăng sáng vằng vặc ở bãi cỏ đằng kia kìa. Có rất nhiều đom đóm bay xung quanh. Đẹp cực. Đi gác thì còn là ngắm đom đóm hầm. Nhưng lính mà, tâm hồn ý, phải lãng mạn. Cậu hiểu không? Trường ơi. Cái gì đấy? Tự nhiên tớ đau bụng quá. Chắc là tớ phải đi vệ sinh. Cậu đứng đây để tí ngồi động tĩnh. Ê! Không được. Không được rời bỏ vị trí khác. Cậu chịu khó một tí đi. Một lúc nữa là hết đổi ca rồi.
Cậu không được bỏ tớ ở đây đâu. Nhưng mà còn 30 phút nữa tớ không chịu được. Thôi cậu giúp tớ đi. Mình phải cảnh giác và tỉnh táo. Đợi cậu Kiệt về kiểm tra. Ai? Hòa Bình. Nam Định. Cậu ấy đùa cái kiểu gì? Làm tớ tí dụng cả tìm. Nhưng mà tớ lại thấy cậu chiến thắng được nỗi sợ đấy. Từ nay trở đi chắc là chẳng có ai dám trêu cậu đâu. Đương nhiên tớ chẳng có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm.